clip buổi chiều ngày 4 tây tháng mấy đúng không anh? Tháng 2 tây đúng không? 4 tây tháng 2 à, 4 tây tháng 2 năm 2003 nha cô chú anh chị. Hồi sáng con có ra một cái clip mới rồi. Nhưng mà lúc nha cô chú anh chị. Mẹ nói mà nhảy vô họng mẹ ngồi trên đỉnh trống. Mất lịch sự. Số 70 là một cây nho đỏ 12 vụ nha cô chú anh chị nha. Đứng vô coi nó cao bao nhiêu nè. Chiều cao con bé này nó tầm khoảng 1m3, 1m4 nha cô chú anh chị nha. Cây này con đang bán giá là 1 triệu bao cước. Lý do là không quần không áo là do bị bể chậu rồi ha. Xếp ra. Rồi được rồi, ok. Còn cây này là cây nho đỏ 12 vụ nha cô chú anh chị nha. Cây nho đỏ này hiện tại bây giờ con đang bán cho mình là giá 600 bao cước. Hiện tại trên thân đang có hoa nha. Cây này thì dáng lùn nè. Đó. Ngón tay con này nha. Cây này thì dáng lùn nha cô chú anh chị nha. Hoa đấy. 600 bao cước nè. Lấy một số gắn vô số 38 đi. Rồi, bán cái số 38 vào. Đó. Hồi sáng có một số cây con bán rồi này, con cho qua một bên rồi nha. Đây. Hiện tại là cây chậu đỏ chữ tàu này rất là đẹp nha. Con là kênh cây giống độc lạ Vĩnh Long. Cô chú anh chị coi kênh nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ kênh giúp con nha. Máng vô đây cho mẹ ơi. Cái cây 12 vụ rất là nhiều trái này. Cái dáng nó hơi lắc lượng nha cô chú anh chị nha. Dáng nó hơi lắc lượng như thế này. Cây này là 1 triệu bao cước này. Trái này là siêu trái luôn. Lô này con đem về trước Tết nha cô chú anh chị. Nó mới như thế này. Còn hàng mà Trung Quốc mới về sáng nay thì có một số cây con quay cho mình đó. Thì là nó sẽ không có được xum xuê như vậy. Về là nó sẽ hồi cây từ từ lại. Về trong miền Nam mình nó ấm thì bắt đầu nó sẽ ra đọt như thế này ha. Còn hàng này là hàng cũ nha cô chú anh chị. 108 là 1 triệu bao cước về tới nhà. 108 là 1 triệu bao cước về tới nhà. Quyền quốc. Quyền quốc nha. Chậu này rất là to, rất là đẹp luôn. Quyền quốc là trái là suốt luôn. Quyền quốc là quyền quốc tứ quý trái suốt nha. 148 nha cô chú anh chị nha. Quyền quốc tứ quý 148 đang rất là nhiều trái. Trái thì rất là to nha. Quyền quốc này thì trái to. Con bao là trái liên tục cho mình là không ngừng nghỉ nha. Về mình thích thì mình sang chậu. Còn không thì mình cứ để nguyên cái chậu. Chậu đen này mình chơi luôn vẫn được nha. Quyền quốc to như thế này con đang bán là 2 triệu 2 một cây, là cây ổn định. Giá này là giá là bao cước hết tất cả cho mình rồi nha khách ơi. Đây còn còn một số cây nhỏ nhỏ rất là xinh ở phía trước con chuẩn bị quay cho mình nha. Hồi nãy kẹt có một khách đó, nên là khách đến vườn nên là bán hơi quay hơi trễ ha. Ớt thọ khoái lắm nhưng mà không có khả năng trồng nhiều cây á. Đây cây nho đỏ 12 vụ nha. Cây nho đỏ 12 vụ 600 ngàn đang cháy như thế này là 319 nha cô chú anh chị nha. Cây 319 này. 319 đó đang rất là nhiều trái ha. Là 600 bao cước nha cô chú anh chị nha. Cây này ngày mai là khách xuống lấy rồi nha. Đó, cây rất là to như vậy, rất là trái, nhiều đen thui tù lùi luôn ha. Cây này bán 12 triệu mai khách lấy rồi. Cây này là cây nho đỏ 12 vụ 600 ngàn này. Đó, lô này là lô 600 ha. Đang có nhiều trái non như vậy cho mình luôn là cây số 98 nha cô chú anh chị nha. Cây 98 nè. 600 ngàn bao cước về tới nhà nha. Đó. Cái cây này nè là cái cây số cái cây 3 con số 4 lần trước con sale á, 350 ngàn á, khách đặt á là dặn là đừng bán cho ai, cứ để đó cho tôi, khi nào tôi xem được hàng sale nữa thì tôi sẽ lấy. Nhưng mà mãi đến nay khách vẫn chưa có cho con địa chỉ. Vẫn không gọi lại cho con gọi vẫn không nghe ha. Thì bây giờ con sale lại một lần nữa, vẫn là 350 ngàn ha, cây sale nha. Cây sale duy nhất trong clip này là 350 ngàn là cây nho đỏ 12 vụ đang rất là nhiều trái. Trên cây nó có một cái thẹo nha cô chú anh chị nha. Đó, đây. Đây, thì cây này là 350 nè. Đó, ai lấy thì alo con nha. Lấy là con sẽ gửi luôn, con không có giữ lại theo kiểu giống như là khách vừa rồi. Vừa rồi cây 444 nó rất là nhiều người hỏi mua luôn, nhưng mà khách nó dặn là để nó đi rồi mai mốt rồi. Xong rồi chốt luôn 2-3 cây một lượt. Cuối cùng lại không lấy. Đây. Cái cây tứ quý siêu hoa trái này con để số cho mình là số 78 nha cô chú anh chị nha. Đây nè. Cây 78 này con bán cho mình là giá 78 này con bán cho mình là giá là 950 ha. Một cây duy nhất trong clip này mà nó nhiều sai trái như thế này ha. Trái tới rốc luôn. Đó. 79 là con bao cây 78 chứ là 950 ngàn là con bao cước. Thì khi gửi là con sẽ gỡ cái chậu này ra để con bó sát bầu cho nó sẽ dễ. Tại vì chậu này nó bị lưng thì bó nó sẽ bị lỏng ha. Nên là con sẽ bó sát chậu, bỏ chậu ra con sẽ bó sát chậu cho mình luôn. Đây,
cái mức độ siêu hoa trái của nó này, trái lên tận trên ngọn luôn á cô chú anh chị nha. 78 siêu hoa này đó. Ai ưng cây 78 thì alo con nha. 78 nha cô chú anh chị. Rồi 78. Đây, cái cây này là cái cây 58. 58 là một cây nho tứ quý ha, giá nó cũng khá là lạ đây. Cây này là lô mới về, hàng Trung Quốc mới về nha. Nó đang ngủ đông nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị về, thằng này về trăm là nó sẽ phún tược và ra hoa liền thôi. Lô này là cây mấy nha? 58. Cây 58 là giá là 1 triệu. 1 triệu. Hai con bao cướp về tới nhà có cây này siêu phẩm đẹp, cực đẹp nè. Cây 48, con máng số 48 vào cây cho mẹ. Giết đi rồi đi ra chỗ khác cho người ta dòm cây nè. Máng như vậy nó gớt, mà mai không biết đường cây nào là cây nào, mất coi lại lâu muốn chết chứ. 48. Cây này mình làm bonsai được nha cô chú anh chị. Phần gốc của nó là rất là to nha. Phần gốc của nó là rất là to. Dáng này mà mình chơi dáng đổ thì ok nha cô chú anh chị nha. Thằng này chơi đổ được nha cô chú anh chị nha. 1 triệu 2 cho em tứ quý rất là đẹp này. Dáng lùng bonsai cực kỳ vip này nha. Lô này con về được có 16 cây thôi nha mọi người. Đó. Đây. Bộ tán này cực kỳ tròn nha. Cây 48 siêu đẹp nè. Rồi. Đó. Rồi cô chú anh chị nào coi được cái clip này nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ kênh giúp con nha. Tại vì nãy kẹt cái khách lại mua mấy cái cây nho với mấy cây quỳ quất á, cái con bị trễ giờ quay chứ không nè. Chứ không thôi là con quay sớm rồi, nên là thôi có 6 phút con chào cô chú anh chị tại vì trời tối luôn rồi nha. Chào ạ.